Hello anh em, ở video trước thì mình có thông báo là nếu mà video đấy được 1.000 like thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái mẹo để chúng ta săn hàng Shopee, săn cái mã giảm giá trên Shopee, áp được mã thành công tỷ lệ là 100% được. Ai mà làm theo cách của mình thì đều áp được mã giảm giá đấy nhá. Thì video này mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để chúng ta áp được cái mã giảm giá đấy, áp thành công tỷ lệ là thành công là 100%. Thì cách áp mã như nào để chúng ta săn được hàng giá rẻ thì mời anh em theo dõi trong video này. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách để chúng ta lấy mã giảm giá, áp được cái mã giảm giá trên ứng dụng Shopee. Mã giảm giá thì anh em có thể vào trang mua rẻ.club và cái nhóm chat nhá. Thì link nhóm chat mình sẽ để dưới video nhá. Chúng ta sẽ lấy mã giảm giá, nhưng mà có thể anh em sẽ áp được muộn hơn so với người khác, hoặc là chưa kịp áp thì bị hết mã. Thì video này mình sẽ chia sẻ anh em cách áp mã nhanh nhất. Đầu tiên anh em sẽ cài cái ứng dụng là TimeMemo này, nó có biểu tượng cái icon như này. Đây là ứng dụng là thời gian và bản ghi nhớ, anh em tải trên CH Play nhá. Thì cái ứng dụng này mới có trên Android, còn iOS thì chưa có, nên anh em sẽ dùng, nếu mà ai dùng iOS ấy, thì anh em sẽ dùng thêm một cái máy Android. Đấy, chúng ta sẽ cài cái này và chúng ta sẽ xem thời gian, để chúng ta, nói chung là chúng ta dùng hai máy, một máy iOS một máy Android. Còn nếu mà ai có Android thì dùng luôn máy Android để săn hàng. Chúng ta mở ứng dụng này lên nhá, và chúng ta sẽ ấn kích hoạt ứng dụng này. Đó thì nó sẽ bật cái thời gian đây cho anh em. Đấy, nó bật thời gian luôn trên điện thoại để chúng ta theo dõi luôn, để áp mã một cách nhanh nhất. Ok, nếu mà không dùng nữa thì chúng ta ấn vào đây để nó ẩn đi. Rồi, chúng ta sẽ bật lên nhá, và chúng ta sẽ thiết lập thêm. Đấy, anh em sẽ kéo xuống dưới. Ở đây chúng ta sẽ có cái đồng bộ của dây này, thì anh em mà chọn là không nhá. Đây, không như này. Tiếp, chúng ta sẽ chọn hiện mili giây ở đây. Đây, lúc đầu nó không hiện đâu, chúng ta sẽ hiện mili giây. Đấy, hiện mili giây ở đây để căn cho nó chuẩn. Đấy, ngoài ra còn có thể hiện mức pin vân vân các thứ, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến áp mã giảm giá thôi, một cách nhanh nhất thôi. Rồi, xuống dưới tiếp. Ở đây chúng ta sẽ có, ở đây trên này, đây chúng ta sẽ chọn đồng bộ hóa thời gian. Đó, và chúng ta chọn tiếp đồng bộ hóa tự động. Đấy, nó sẽ tự động đồng bộ hóa thời gian trên mạng một cách chuẩn nhất, chính xác nhất. Đây, khoảng thời gian đồng bộ anh em sẽ chọn cho mình là 10 giây. Đấy, thì sau mỗi 10 giây nó sẽ đồng bộ hóa luôn cho anh em, để anh em không bị chậm, không bị lệch. Đấy, cứ mỗi 10 giây nó sẽ hiện cái thông báo này. Nó sẽ thông báo anh em là thời gian chuẩn nhất, không bao giờ lo bị lệch thời gian trên mạng. Cái ứng dụng này rất là chuẩn nhá. Đây là một cách áp mã giảm giá nhanh nhất, hoặc là anh em sẽ săn hàng chuẩn đến từng giây. Ok, sau khi cài xong ứng dụng này, anh em sẽ mở Shopee lên và chúng ta sẽ áp mã. Ví dụ mình sẽ mua một cái này, anh em muốn mua một cái này và áp mã giảm giá nhé. Thì mã giảm giá anh em lưu ý là mã giảm giá, chọn cái mã giảm giá đúng ngành hàng, đúng sản phẩm nhé. Ví dụ ngành hàng mã giảm giá cho, đây là cái sản phẩm cho sắc đẹp, mà anh em lại chọn cái mã giảm giá cho ngành hàng điện tử thì chắc chắn là không được rồi, không áp được. Đấy, chúng ta phải lấy mã giảm giá cho làm đẹp, sức khỏe và sắc đẹp ấy. Đấy, rồi ví dụ mình sẽ áp cái mã giảm giá cho nước tẩy chay chẳng hạn này. Ở đây chúng ta sẽ nhập mã miễn phí vận chuyển. Bước này thì chỉ áp mã miễn phí vận chuyển và áp xu thôi nhá. Đấy, mình ví dụ vậy. Đây, chúng ta sẽ áp mã free ship ở đây. Và chọn cái Shopee Xu. Chúng ta ấn mua hàng. Rồi, đây mới là bước quan trọng này anh em. Ở cái bước mua hàng này thì anh em sẽ chọn vận chuyển này, đơn vị vận chuyển này, chọn hết rồi nhá, điền địa chỉ hết rồi này, điền tất cả mọi thứ hết rồi. Chỗ này thanh toán khi nhận hàng thì một là ai có Fpay thì thanh toán qua Fpay, ai là muốn ship code thì chọn là thanh toán khi nhận hàng. Đó, cũng phải chọn hết tất cả rồi. Những cái sản phẩm mà thanh toán Fpay thì chúng ta phải chọn Fpay trước nhá. Đó, và chỗ bước nhập mã này, đó, đây là cái bước quan trọng. Anh em sẽ điền cái mã giảm giá mà anh em lấy được. Mã giảm giá thì anh em vào nhóm chat nhé, mã giảm giá. Ví dụ nhé, đây, chúng ta sẽ điền hết cái mã giảm giá này. Đây là phiên bản Shopee mới nhất thì nó luôn hiện cái chữ áp dụng đó. Còn nếu mà phiên bản Shopee cũ ấy thì điền như này thì nó sẽ bảo là mã giảm giá không hợp lệ đâu. Đấy, nên anh em sẽ tải bản Shopee mới nhất nhé. Còn nếu mà bản Shopee cũ ấy thì chúng ta điền thừa đi một ký tự, ví dụ thêm một chữ P chẳng hạn. Đấy, sau rồi đến đúng khung giờ đấy, chúng ta xóa chữ P đi. Đó, để cho nó chuẩn mã giảm giá. Gắn áp dụng rồi. Ở cái bước này nhá, anh em lưu ý này, chúng ta sẽ đợi. Ví dụ 9 giờ sẽ áp được cái mã giảm giá này đúng không? Thì anh em sẽ căn đến đúng 9 giờ. Đấy, đây, ở đây có chuẩn từng phút, từng giây, từng mili giây rồi. Đấy, có mili giây hiện đây rất là tiện. Đấy, anh em sẽ căn đúng 9 giờ, 0 phút, 0 giây và bao nhiêu phần trăm mili giây đấy. Anh em sẽ ấn áp dụng. Đó, lưu ý là phải đến đúng 0 giờ chúng ta mới, đến đúng 00 nhá, thì chúng ta mới ấn áp dụng. Còn nếu mà anh em ấn trước 00 ấy, 9 giờ áp được mã mà anh em ấn trước, ví dụ như là 8 giờ 59 phút 59 giây chẳng hạn, anh em mà ấn áp dụng thì nó sẽ lưu mã ở chỗ này này. Đấy, nó sẽ lưu mã ở chỗ này. Thì anh em lại phải mất thêm một cái bước tích vào đây nữa, thì sẽ mất thời gian hơn. Đấy, sau khi anh em ấn áp dụng như này, ấn áp dụng như này, tất nhiên mã này không có rồi. Ấn áp dụng như này là áp được mã nhá, chúng ta ấn OK. Thật nhanh nhá. Thì mình có một mẹo như này, có nghĩa là tay, một ngón tay anh em sẽ để ở chỗ áp dụng. Đây, một ngón tay anh em sẽ để ở chỗ áp dụng này, một ngón tay anh em sẽ để ở chỗ OK này. Đó, OK luôn. Đấy, thì sẽ rất là nhanh. Rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ phải đợi cái mã giảm giá nó hiện ở chỗ này này. Đó, nó hiện ở cái chỗ Shopee Voucher này. Nó hiện xong thì anh em ấn đặt hàng mới được nhá. Nếu mà nó chưa hiện, đấy, nó chưa kịp hiện mà anh em ấn đặt hàng sớm là chúng ta không áp được mã giảm giá này đâu. Đấy, lưu ý nhá, cực kỳ quan trọng. Cái mã giảm giá nó phải hiện ở cái chỗ này. Đó, và chúng ta đặt hàng. Rồi, đó là những cái bước để anh em áp được mã giảm giá nhanh nhất. Anh em nếu mà xem một lần không hiểu thì chúng ta xem lại nhá, xem 2-3 lần thì sẽ hiểu thôi. OK, tổng hợp lại những cái ý quan trọng này. Đó là anh em sẽ cài ứng dụng TimeMemo là một này. Anh em sẽ chọn cái mã free ship ở cái bước này là 2 này. Bước này chỉ chọn mã free ship thôi. Đó. Xong anh em sẽ ấn mua hàng. Anh em sẽ chọn là vận chuyển giao hàng các kiểu này, chọn thanh toán khi nhận hàng các kiểu này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhập mã giảm giá ở đây. Thường những cái mã giảm giá sẽ xuất hiện lúc 0 giờ, 12 giờ, 21 giờ trên Shopee. Thì anh em lấy mã giảm giá thì anh em vào nhóm chat, mình để link dưới video nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ áp cái mã giảm giá đúng cái khung giờ đấy. Ví dụ khung giờ 9 giờ chẳng hạn. Đấy, không áp sớm hơn nữa. Và chúng ta ấn, một tay ấn áp dụng, một tay ấn OK. Mã giảm giá sẽ hiện ở đây. Thì chúng ta mới ấn đặt hàng. Nếu mà chưa hiện, anh em mới đặt hàng thì sẽ chưa áp được mã đâu. Rồi, đó là những cái bước quan trọng áp mã một cách nhanh nhất, bách phát bách trúng, kiểu gì cũng áp được. Và đây cũng là một cách để chúng ta săn hàng nhanh nhất, đó là chúng ta cài cái thời gian ở đây, nó chuẩn đến từng mili giây luôn, không lệch vào đâu được luôn. Đó. Áp mã không kịp hay là mua hàng chậm là do chúng ta chưa biết cách thôi. OK, hy vọng video này được 1000 like nhá. Video trước chưa được 1000 like hơi buồn anh em ạ. Cảm ơn em theo dõi video nhá. Bye bye. Và video này mà được 2000 like, 2000 like thôi đi, không phải 1000 like hơi ít. 2000 like thì mình sẽ ra những cái mẹo hay khác.